Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Thù mới thù cũ, tính luôn một lần nào được. Là Lâm Phong, rõ ràng tu vi không bằng mình, tại sao có thể đoạt được nhiều hạt giống như vậy? Tốt, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đến. Hạt giống trên người của ngươi toàn bộ đều là của ta rồi. Giết. Đây. Thần thông thật là đáng sợ. Lâm Phong này sao lại mạnh như vậy? Cơ thể giống như là sắp bị lứt ra à? Chết đi. Bảy hạt giống tu luyện có thể dùng đã lấy được rồi. Lâm Phong, ở đây không thể nào dừng lại được. Chúng ta nhất định là phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Lâm Phong vừa lấy bá đạo vô biên, ngự không phi hành, thu hút sự chú ý của quá nhiều người. Phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Hai vị đã lâu không gặp. Sao phải vội vàng rời khỏi đây như vậy? Vũ Mặc, xem ra không chỉ là ta ở đây đợi 15 hạt giống của ngươi. Những người này không dám lại gần Vũ Mặc, nhưng lại phục kích sau lưng của mình, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị giết mình. Xem ra 15 hạt giống này của mình cám dỗ quá lớn rồi. Đây đều là muốn đục nước mò cá hay sao? Cút hết đi cho ta. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Mới là huyền võ cảnh ngũ trung. Nếu như không có Vũ Mặc ở đây, ngươi sớm đã bị chúng ta giết chết rồi. Đoạt lấy hạt giống của ngươi. Tụ tập càng nhiều, hạt giống ta lấy đường sẽ càng nhiều hơn. Phải xem các ngươi làm thế nào ứng phó trước đã. Thiên Phật Ấn. Giết. Giết. Được. Lâm Phong, đây là cố ý tặng hạt giống cho mình hay sao?